Trong 3 ngày từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 4, các bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum và Trung tâm Y tế các huyện tiến hành khám sàng lọc miễn phí cho các em nhỏ bị tim bẩm sinh ở địa bàn thành phố Kon Tum và 3 huyện Con Rẫy, Tum Rông và Đắk Lây. Sau khi khám sàng lọc, các ca được chỉ định mổ tim sẽ được Phòng Chăm sóc và Bảo vệ Trẻ em thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh hướng dẫn làm hồ sơ xin Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ kinh phí trong quá trình phẫu thuật. Dự kiến, sau khi khám sàng lọc và được sự hỗ trợ kinh phí từ Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng sẽ tiến hành phẫu thuật cho các ca được chỉ định.